người chết thể thốt lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin chào ông, kính chào toàn thể các cụ ông các bà cùng toàn bộ anh chị em ba nữ thanh niên. Con chi là phải lớn, làm người là phải có vợ có chồng có vui. Hôm nay em à, khán giả đinh tai như góc thủng màng nhĩ luôn. Em vừa